xôn xao đoạn video vùng biển Nhật Bản có màu kỳ lạ sau khi xả nước nhiễm phóng xạ khiến dân tình hoang mang. Mới đây, mạng xã hội đã không ngừng dậy sóng với đoạn video ghi lại cận cảnh hiện trạng một vùng biển của Nhật Bản khi nước này tiến hành đợt xả chất thải nhiễm phóng xạ lần đầu tiên. Có thể thấy biển động với màu nước xanh rêu, đục ngầu, kèm bọt tung trắng xóa. Trước nay chúng ta đều biết nước biển có màu xanh dương, vì sao chỗ này lại có những mảng màu kỳ lạ như vậy? Thật đáng lo ngại cho hệ sinh thái biển ở đây, bởi môi trường biển giờ chỉ toàn là nước thải của nhà máy hạt nhân. Khả năng những loài cá, mực bị nhiễm phóng xạ là rất lớn. Con người nếu lỡ ăn phải những sinh vật này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên theo chúng mình tìm hiểu thì video này được quay cách đây 3 tháng. Vào cuối tháng 8, chỉ sau vài ngày khi Nhật Bản xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Và có thể đây là màu nước tự nhiên của khu vực này mà thôi. Còn mọi người thì có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé!